Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đạo Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 25 tây của tháng 3 của năm 2019, và chương trình Luật Di trú và Nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị từ 6 giờ chiều cho tới 7 giờ chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một chương trình được gửi tới quý vị qua hai hệ thống. Hệ thống đầu tiên đó là đài truyền hình của VietTV, VietTV 55.5 tại Houston và Dallas, và VietTV trong DirecTV 2036. Ngoài hệ thống TV thì chương trình Luật Di trú và Nhập tịch cũng trực tiếp gửi quý vị qua làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Đó là Viet Radio 1560 AM cho quý vị ở trong thành phố Houston, hoặc là quý vị sử dụng Uno IPTV app hoặc là Amazon Alexa để nghe chương trình qua Viet Radio. Cho dù là radio hoặc là TV, Tuấn welcome tất cả những cái câu hỏi và cái thắc mắc qua số điện thoại 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Thưa quý vị, trong chương trình chiều tối nay thì Tuấn sẽ có những phần sau đây. Đầu tiên thì Tuấn sẽ đề cập cái tin mới nhất của Tòa Tối cao Pháp viện mà đã xuất ra vào thứ Ba ngày 19 tây tháng 3 của năm 2019. Sau đó thì Tuấn sẽ tiếp đón những cái câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị. Cho nên nếu mà quý vị muốn chuẩn bị để gọi vào cho chương trình, số điện thoại là 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Rồi trong cái chương trình này, Tuấn có cái visa bulletin của tháng 4 của năm 2019. Thưa quý vị, đầu tiên là cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp viện. Thì cái Tòa Tối cao Pháp viện ngày thứ ba vừa qua đưa ra một cái quyết định nó rất là quan trọng cho những cái người mà trong cái hoàn cảnh bị trục xuất hoặc là có thể tương lai bị đưa vào thủ tục trục xuất. Thì bây giờ cho Tuấn trình bày sơ qua cái chi tiết thôi để cho quý vị hiểu rõ hơn. Rồi nếu mà quý vị hoặc là quý vị quen biết những người nào thì khuyến khích người ta tốt nhất tham khảo với luật sư chuyên về luật di trú. Thưa quý vị, là có một người thanh niên sanh đẻ ở bên trại tị nạn, ở Thái Lan, mà người này là người nguồn gốc là Campuchia. Cho nên cái thời điểm năm 80, 78, 79 thì trong cái vấn đề mà hoàn cảnh chính trị tại Campuchia thì có một số người Khmer đã đi qua cái trại tị nạn ở Thái Lan. Thì trong cái trại tị nạn này thì cái em gọi là Moni Prip sanh đẻ đó, vào năm 81 thì em nó vào đây trong nước Hoa Kỳ với phương cách là người tị nạn. Thì trong cái thời điểm anh ta ở đây, anh ta chưa có quốc tịch, thì anh ta vi phạm hai tội nhỏ liên quan về cần sa thôi. Thì anh ta sử dụng cần sa bị bắt hai lần. Thì cái bị bắt bớ đó nó xảy ra cách đây cũng gần tới 10 năm rồi. Thì khi anh ta đã chịu hết tất cả cái vấn đề hình sự liên quan về cái vấn đề cần sa đó, thì anh ta đã được thả ra, rồi anh ta trở về tiếp tục đi làm, sống chung với gia đình và có gia đình. Rồi sau này anh ta vi phạm cái tội nhẹ thôi, tội nhẹ về vấn đề gây bất trật tự hoặc là vấn đề chuyện trong gia đình thôi. Thì lúc đó cảnh sát tới bắt anh ta, đưa vào trong cái quận, trạm giam của quận. Thì lúc đó sở di trú tới rồi xin cái chỗ quận đó giữ lại anh ta để đưa anh ta vào thủ tục trục xuất. Đó. Thì khi mà cơ quan thi hành mặt luật di trú yêu cầu cái quận đó giữ anh ta, thì người ta đưa ra một cái truy nã là cái người này rơi vào cái thủ tục trục xuất, và cho nên giữ lại để cho cái cơ quan thi hành mặt luật di trú có thể đưa anh ta vào cái thủ tục trục xuất. Thì sau khi cơ quan ICE tới cái quận đó, cái trại giam đó của quận đó, thì đã giữ anh ta. Thì giữ anh ta cho dù cái thời điểm mà anh ta vi phạm cái tội mà có thể đưa anh ta vào thủ tục trục xuất là cách đó khoảng 7 hoặc là 8 năm hơn rồi. Đó. Thì khi đưa anh ta vào cái thủ tục trục xuất, thì cái tòa di trú dưới cái đạo luật mà đưa ra vào năm 1996, năm 97 quyết định rằng là anh ta không được tiền thế chấp
để thả ra và đi hầu tòa với chú. Đó. Anh ta bắt buộc phải bị cơ quan thi hành mặt luật với chú giam cho tới khi nào mà một là cái chuyện xử của anh ta với tòa với chú hoàn tất, hai là nếu mà anh ta thắng thì anh ta thả về, còn nếu mà không anh ta đã được rời khỏi nước Hoa Kỳ nếu mà anh ta bị trục xuất. Còn ba, nếu mà cái quốc gia đó không nhận thì khi nào mà cái cơ quan thi hành mặt luật di trú cảm thấy anh này không có thể gây nguy hiểm xã hội thì lúc đó mới cho anh ta một cái phương cách thả ra rồi trình diện với cái văn phòng địa phương. Thì cái cuối cùng là cái gì? Cái cuối cùng là đây một người vi phạm cái tội hình sự nhẹ thôi, liên quan về cần sa thôi. Mà cái tội phạm đó nó xảy ra 8-9 năm trước khi cơ quan thi hành mặt luật di trú giữ anh ta. Thì trong cái vấn đề mặt luật di trú kể từ năm 96 và năm 97 thì nó có cái khúc đoạn 236C. 236C nói rất là chính xác là nếu người ta vi phạm những cái loại tội này giống như ma túy của anh ta và khi được thả ra thì sở di trú có quyền giam anh ta mà không cho tiền thế chấp, nghĩa là phải xử anh ta, đưa anh ta về nước, còn nếu mà không đưa anh ta, xử hết cho anh ta. Rồi sau đó nếu mà cũng tiếp tục chưa có đưa anh ta về khỏi nước thì cứu xét lại xem có thể thả anh ta ra với phương cách là trình diện với văn phòng sở di trú địa phương hay không. Thì cái quyết định của tòa di trú nói rằng anh ta không được tìm thế chấp, ra lệnh trục xuất, anh ta kháng cáo lên tòa ban kháng cáo di trú cũng thua. Rồi sau đó anh ta kháng cáo lên tòa liên bang địa phương thì anh ta lại thắng. Nhưng mà cơ quan của chính quyền lại kháng cáo lên tòa khu vực số 9 thì tòa khu vực số 9 anh ta lại thắng. Nhưng mà cuối cùng lên cái tòa tối cao Pháp Việt là cái tòa cao nhất trong nước Hoa Kỳ. Thì với cái sự quyết định 5 chánh án cho tới 4 chánh án thì 5 chánh án đã quyết định rằng là cái ngôn ngữ của cái khúc đoạn điều luật 236C cho phép cơ quan thi hành mặt luật di trú hoặc nói dễ hơn là Bộ Nội an có quyền giữ anh ta và không cho anh ta cái tiền thế chấp để cho anh ta đi hầu tòa di trú. Cho nên nói tóm tắt là cái gì? Đây là một cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp Việt cho phép cơ quan của Bộ Nội an, cho phép cơ quan của Bộ Nội an có quyền giữ người ta mà không cho người ta tiền thế chấp, có quyền giữ người ta, giam người ta với không có thời hạn để khi nào thả anh ta ra ngoại khi đưa người ta về nước của người ta thôi. Cho nên chúng ta thấy đây là một cái quyết định nó rất là quan trọng. Mà nhớ đây là một người đi vào đây là tị nạn, có thẻ xanh ở đây từ năm 1981 cho tới bây giờ. Đó. Mà bây giờ vi phạm hai tội nhỏ liên quan về vấn đề sử dụng cần sa nha, chứ mình không nói buôn bán cần sa, sử dụng cần sa. Thì bây giờ đã có lệnh trục xuất mà bị giam, mà cái thời điểm bị giam nó lại lâu hơn là tổng cộng cái thời điểm liên quan về mặt luật hình sự. Đó. Cho nên trong những cái vấn đề mà chương trình luật di trú và nhập tịch, hoặc là nhiều khi Tuấn nói, khi mình chưa có quốc tịch, mình vi phạm luật hình sự, thì mình phải cần ít nhất là hai người luật sư. Một luật sư chuyên về hình sự để bảo vệ cái vấn đề cho mình, và một luật sư chuyên về luật di trú để xem như thế nào để hy vọng tránh được cái vấn đề mặt trục xuất. Đó. Cho nên quý vị cứ nghĩ là như thế này, giả sử đi một người Việt khi thanh niên làm chuyện sai, rồi đã xong hết cái trách nhiệm dưới cái luật tiểu bang về hình sự rồi. Bây giờ có vợ con, có cơ sở, có tiệm tùng. Mà nếu mà bị bắt như vậy thì bị giam, mà giam không biết khi nào thả về. Tại vì có thể Việt Nam chưa có nhận. Mà trong cái thời gian đó, nhà cửa, vợ con và tiệm tùng, ai chịu trách nhiệm, ai lo. Cho nên cái quyết định này nó rất là quan trọng.
cho những người mà đã bị trong cái hoàn cảnh trục xuất, hoặc là tương lai những người nào rơi vào cái thủ tục trục xuất. Đó. Mà đây cái quyết định tòa tối cao pháp viện quyết định là cái ngôn ngữ nha, chứ chưa bao giờ quyết định là cái luật nó có trái với cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ hay không. Giả sử nó có trái với cái vấn đề bảo vệ cái sự bình đẳng của dân hay không, thì cái này tòa tối cao pháp viện không có quyết định, chỉ có nói là cái ngôn ngữ của cái đạo luật cho phép Bộ Nội an giữ người ta. Cho nên chúng ta sẽ thấy nhiều về cái sự tranh chấp này tương lai. Dĩ nhiên khi có thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hi Tuấn. Và bây giờ cho Tuấn xin mời quý vị gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Số điện thoại là 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Cho Tuấn xin mời chị Chính ở Dallas. Xin mời chị Chính ở Dallas lên tiếng đi chị Chính. Mời chị Chính ở Dallas lên tiếng đi chị. Dạ đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Tuấn. Mời chị Chính ở thành phố Dallas lên tiếng đi ạ. Dạ, xin chào luật sư. Tôi muốn hỏi luật sư, tôi có đóng tiền lệ phí cho con tôi nay 5 tháng rồi. Mà giờ nó còn đòi giấy sở thuế là sao luật sư giải thích giùm ạ? Bảo lãnh con tôi á. Ok, cô bảo lãnh con, cô có quốc tịch hay có thẻ xanh? Dạ, thẻ xanh. Con cô trên hay dưới 21 tuổi cô? Dạ, trên 21 mà độc thân á, luật sư. Dạ vâng, cô bảo lãnh từ hồi nào cô? Dạ, tháng 4, 2012, luật sư. Dạ vâng. Cảm ơn cô Chính rất là nhiều và cô có thể cúp điện thoại cho tôi. Cô Chính à, ok. Tôi nghĩ nếu mà cô hỏi như vậy, thì cái thủ tục cô... Có thể cô không nắm rõ là một. Cái thứ hai là tôi hy vọng là cô tìm người nào chuyên về mặt luật di trú để giúp cho cô. Ok. Đầu tiên, đây là cái hồ sơ F2B, thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi vào tháng 4 của năm 2012. Thì cô đang trong cái bước mà cô đóng tiền với trung tâm visa 120 và 325 đồng. Và bây giờ cái bước kế tiếp là điền đơn xin visa, điền cái bảo trợ tài chính và cần một số giấy tờ bên Việt Nam giống như lý lịch tư pháp, khai sinh và hình ảnh. Thưa cô, về vấn đề thuế má thì nó lại liên quan về cái vấn đề bảo trợ tài chính. Như thế nào cái con số là đủ để cho hoàn tất được cái khúc đoạn của cái bảo trợ tài chính? Mà nếu mà vấn đề thuế má thì bây giờ trung tâm visa yêu cầu cái tax transcript là cái hồ sơ từ sở thuế vụ đưa ra. Đó, thì tuần trước cái mẫu đơn để xin trích lục từ cái hồ sơ thuế vụ của cái người bảo lãnh, cái người bảo trợ và cái người đồng bảo trợ, thì cái đó là cái mẫu đơn 4506T, T là T cho Tommy, để có thể xin cái tax transcript với sở thuế vụ. Cho nên tất cả những cái chi tiết này nó còn nhiều lắm cô, nó còn rất là nhiều, mà tôi hy vọng cô làm việc với người nào đó giúp cho cô. Cho dù cô hoàn tất cái hồ sơ này, thì cái hồ sơ này ngay bây giờ thì người ta mới có quyền phỏng vấn. Thì cái hồ sơ cô chưa có hoàn tất thì vẫn phải chờ cho trung tâm visa hoàn tất rồi, sau đó mới lên cái queue hoặc lên cái hàng để sắp xếp cho cái cuộc phỏng vấn. Cảm ơn chị Chính ở thành phố Dallas rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn đi qua tiểu bang Nebraska. Xin mời anh Trung ở Nebraska lên tiếng đi anh Trung. Dạ, chào luật sư Tuấn. Dạ, chào anh Trung. Cho tôi hỏi anh ở thành phố nào bên Nebraska vậy? Dạ, Omaha thưa anh. Dạ vâng, welcome. Thưa anh Trung, có câu hỏi gì để cho tôi giúp trả lời cho anh? Dạ, em sang đây diện bảo lãnh, để em bảo lãnh. Thì em sang là được 2 năm. Thì thẻ xanh của em đã đăng tay hoàn tất rồi. Thì thẻ xanh của em đã hoàn tất. Thì khi đăng tay tại sở di trú của địa phương thì cái thẻ xanh cũ của em thì họ không có lấy lại, và họ cũng không có bấm lỗ gì hết. Và họ có phát cho một cái tờ giấy đã chứng nhận là đăng tay và đóng một cái mộc đỏ. Thì xin luật sư cho em hỏi là em dự định là hè này em về Việt Nam. Thì đương nhiên là khi cái thẻ của em đã hết hạn vào tháng ngày 15 tháng 4 tới đây,
Thì hè này em có dự định là về vào tháng 7. Thì tất nhiên là thẻ xanh của em đã hết hạn. Và trong thời gian em chờ đợi thì nghe người ta bảo là rất là lâu. Thì em cũng đang lo lắng là vậy em có về được hay không thưa anh? Dạ vâng, anh Trung, cho tôi hỏi anh vài câu. Tại khi anh trình bày như vậy, tôi sợ là những người theo dõi chương trình có thể có cái sự hiểu lầm. Bây giờ cho tôi hỏi anh vài câu thôi. Mẹ của anh bảo lãnh cho anh định cư vào nước Hoa Kỳ. Anh đã nhận được cái thẻ xanh lần đầu tiên rồi phải không? Dạ thưa anh, dạ nhận được. Ok. Tại sao phải đi đổi cái thẻ xanh hoặc là chỉnh cái thẻ xanh? Dạ không thưa anh, là em đi là diện là vợ em bảo lãnh cho em. À, vợ bảo lãnh, I'm sorry. Cho nên anh chỉ có cái thẻ xanh 2 năm thôi, phải không ạ? Dạ đúng. Dạ vâng. Thẻ xanh 2 năm như vậy hết hạn hồi nào? Dạ hết hạn là ngày 15 tháng 4 tới đây. Và anh đã xin chuyển thẻ xanh 2 năm qua 10 năm rồi phải không ạ? Dạ vâng, em đã lăn tay rồi ạ. Dạ vâng, cho tôi hỏi anh nhận được cái biên lai của cái I751 không? Mà cái biên lai đó sở di trú lấy 680 đồng, anh có nhận được cái biên lai đó không? Dạ được. Dạ vâng. Anh chị, nghĩa là anh và vợ anh còn sống chung không? Dạ có. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh có thể cúp điện thoại cho tôi và tôi sẽ cố gắng trả lời cho anh. Ok, anh Trung, lúc đầu thì tôi nghe cái câu hỏi của anh nó không có đúng cho nên tôi lại hơi phân vân, nhưng mà bây giờ nó rõ ràng rồi. Nói tóm tắt lại, cái câu hỏi của anh nó liên quan về cái thủ tục đổi thẻ xanh 2 năm qua 10 năm tại đi qua đi theo diện vợ chồng. Thì cái đó là cái thủ tục I751. I751 là dành riêng cho những người nào đi qua đi theo diện vợ chồng mà từ ngày kết hôn đăng ký với chính phủ Việt Nam cho tới cái ngày bước chân vào nước Hoa Kỳ là dưới 2 năm thì người ta sẽ có cái thẻ xanh 2 năm. Cho nên anh qua đây tháng 4 của năm 2017, thẻ xanh của anh sẽ hết hạn vào tháng tới của năm 2019. Thì trong cái thủ tục I751 đó, thì anh và anh chị, anh và vợ anh phải điền đơn và cô ta phải ký và anh phải kèm hết tất cả chứng cứ nợ sống chung với nhau, nộp cho sở di trú cái lệ phí 680 đồng. Thì khi sở di trú nhận được cái hồ sơ của anh, thì sở di trú cho anh cái receipt là cái biên lai cho cái hồ sơ đó. Trong cái biên lai, sở di trú đã gia hạn thẻ xanh cho anh thêm 18 tháng. Cho nên tháng 4 của năm 2019 hết hạn là thẻ xanh lúc mà từ đầu. Thì 18 tháng là cho tới tháng 10 của năm 2020. Cho nên nếu mà trong cái thời điểm này anh cần đi về Việt Nam, anh mang theo cái hộ chiếu Việt Nam, cái thẻ xanh mà sắp sửa hết hạn, cái biên lai đã gia hạn cho anh và cái tờ giấy lăn tay, nếu mà anh có đầy đủ những cái món đó thì anh đi về Việt Nam bình thường thôi, chứ không có gì trở ngại. Cảm ơn anh Trung ở Omaha, Nebraska rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn đi qua thành phố Garland, Texas. Cho Tuấn xin mời chị An ở Garland, xin mời chị An lên tiếng đi ạ. Chào luật sư ạ. Luật sư cho em hỏi là cái hồ sơ bảo lãnh chồng em là ngày 14 tháng 8 năm 2017 là đã đến ngày để bổ sung hồ sơ để phỏng vấn luật sư. Mà sao em chưa có nhận được bất cứ thông tin nào để em bổ sung cái hồ sơ để làm nữa đó. Mà em cũng có cái chưa có nhận được cái thư để để mình làm tiếp cái hồ sơ đó. Chị An, biết là chừng nào hồ sơ. Chị An cho Tuấn hỏi vài câu. Đây là chị có thẻ xanh bảo lãnh cho chồng ở Việt Nam phải không? Dạ đúng rồi ạ. Dạ vâng, chị nộp hồ sơ tháng 8 của năm 2017, sở di trú đã gửi cho chị cái biên lai rồi phải không ạ? Dạ rồi ạ. Ok, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị cúp điện thoại để cho Tuấn trình bày cái câu hỏi và cái thắc mắc của chị. Sau cái điện thoại của chị, sau khi cái trả lời chị thì để cho Tuấn gửi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 4 của năm 2019.
chị An và tất cả quý vị trong cái tình trạng này là thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là thẻ xanh bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi. Tuấn biết là sở di trú nó rất là chậm để duyệt cái hồ sơ bảo lãnh mà quý vị đã nộp. Cho nên chị đã nộp cái hồ sơ này vào ngày 14 tháng 8 của năm 2017. Chị chỉ có nhận được cái biên lai thôi, mà cho tới ngày hôm nay chị chưa nhận được cái tờ giấy chấp thuận, hoặc là cho tới ngày hôm nay sở di trú chưa có đá đụng để giải quyết cái hồ sơ này. Thì cái tình trạng này mình hiểu, ok. Và cho Tuấn nhấn mạnh cái này, hồ sơ của chị chưa có đáo hạn nha. Hồ sơ của chị chưa có đáo hạn, nghĩa là nó chưa tới cái ngày để phỏng vấn, để cấp cái thị thực ở bên Việt Nam. Nó chỉ tới cái ngày mà cho chuẩn bị cái hồ sơ thôi. Cho chuẩn bị cái hồ sơ. Khi Tuấn nói như vậy là cái policy của sở di trú ở bên này cho chị có quyền thiếu nại. Nếu mà tới cái ngày mà cái ngày đáo hạn là cái phần A của cái visa bulletin, nếu nó đã tới mà nó chưa có duyệt thì chị có quyền thiếu nại với sở di trú. Nhưng mà cái đáo hạn của ưu tiên 2A bây giờ nó chỉ là tháng 3 của năm 2017 thôi, mà hồ sơ của chị tháng 8 của năm 2017, thì nó chưa có đáo hạn để cho chị có quyền liên lạc với sở di trú để thiếu nại. Nào, sở di trú từ từ sẽ duyệt cái hồ sơ này. Chị cứ cố gắng theo dõi cái hồ sơ đó, chuẩn bị cái bảo trợ tài chính, chuẩn bị những cái lý lịch tư pháp ở bên Việt Nam. Khi người ta duyệt thì chị có cái đó, rồi chị sẵn sàng làm việc với trung tâm visa, thì cái thời gian nó sẽ giảm rất là nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 4 năm 2019. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 4 năm 2019. Bảng B, Days for Filing, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã nhận được giấy chấp thuận từ sở di trú và đã chuyển tới trung tâm visa. Hiện đang chờ trung tâm visa cho phép chuẩn bị đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 7 năm 2012. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 12 năm 2017. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 4 năm 2007. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 8 năm 2006. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 4 năm 2019. Và bây giờ cho Tuấn xin đường dây kế tiếp, đó là chị Thúy ở Austin. Xin mời chị Thúy lên tiếng đi ạ. Dạ, thưa luật sư, em nộp thi quốc tịch hồi tháng 7 mà tháng 10 em đi lăn tay mà bây giờ thì chưa có gọi. Nhưng mà nếu mà em có việc mà em về Việt Nam mà tháng 11 đó, thì em có cần phải xin cái giấy mà gì em trai bên Mỹ không? Đi bao lâu vào tháng 11 phải chị? Dạ, em đi 3 tháng đến 4 tháng, tháng 11 em đi, tháng 2 em về hay tháng 3 em về? Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị có thể cúp điện thoại cho tôi. Chị Thúy à, thường thường mình không cần xin re-entry permit. Nếu mà cái thời hạn mình đi dưới một năm, đây chị đi có 3-4 tháng thôi thì nó không có vấn đề. Nhưng mà tôi sợ cái này là tôi biết sở di trú San thôi, nhưng nó giải quyết cái hồ sơ quốc tịch nhanh đó nha. Nghĩa là có thể trong vòng 1 năm cho tới khoảng 1 năm rưỡi thôi. Ở Houston nó còn lâu hơn. Cho nên nếu mà chị nộp hồ sơ tháng 7 của năm 2018 thì coi chừng tới lúc đó, tới lúc tháng 11 chị đã có quốc tịch hoặc là chuẩn bị tiên thệ rồi. Cho nên theo ý của Tuấn là đừng có book vé vội. Tại vì khi mà trong cái tình trạng này chị chưa biết là chị có thể tiên thệ hay không thì chờ tới giờ cuối cùng thì lúc đó quyết định. Nhưng mà Tuấn nghĩ tới tháng 11 là sở di trú đã giải quyết cái hồ sơ quốc tịch và nếu mà chị thi đậu là đã tiên thệ rồi. Còn re-entry permit chị đi dưới 1 năm, chị không cần cái xin cái re-entry permit. Cảm ơn chị Thúy rất là nhiều. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình. Và ngày hôm nay là ngày 25 tây của tháng 3 của năm 2019. Chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát.